còn flow là gửi chi tiết cho từng cái đối tượng cần nhất. Thì sẽ có ba cái luồng chính. Mạnh cái này. Khi ở ba đợt ấy thì đã nói đây là một số cái mẫu template thôi. Thì cái Abaddon đã nói về ngày hôm qua mình đã nói qua rồi, nghĩa là các bạn sẽ gửi 3 email cho khách hàng. Email thứ nhất là 3 phút, email thứ hai là 23 tiếng, email thứ ba là 48 tiếng. Nội dung thì hôm qua mình có chia sẻ rồi, là nội dung là gửi cái discount code cho nó này nào các thứ. Thì cái phần này khá là dễ, mọi người có thể dùng các cái app ở trên Google hoặc là Shopify, hoặc là nếu mà bạn nào dùng Klaviyo thì gửi bằng Klaviyo luôn cho thuận tiện, bởi vì Klaviyo nó còn check được các thứ. Klaviyo là cái hệ thống chuyên gửi email marketing mà gần cái tốt nhất bây giờ. Nhược điểm email chưa liên hệ bao giờ. Cái nào? Có gửi email mà chưa liên hệ bao giờ. Những cái email, nghĩa là email có trong danh sách là nó gửi được hết, còn cái nguồn danh sách vào là tùy em tự thiết kế cái nguồn danh sách vào. Thì đó, thì Klaviyo là một cái bọn gần như tốt nhất bây giờ, nó chỉ có một cái nhược điểm duy nhất thôi. Đó là đắt lò mắt thôi. Nhưng mà nó xứng đáng, thực ra là nó đắt thì đắt nhưng mà cái tiền mình kiếm được nó cực kỳ nhiều. ROI cái này phải hơn, cao hơn cái ROI 40% đấy. Cho nên là các bạn mà làm tốt ấy, thì email marketing khá là tốt. Hiệu quả 40. Còn cái thứ hai là về flow email. Flow nghĩa là gì? Các bạn tạo những cái step để mà gửi email cho khách hàng. Khi mà khách hàng cái đầu vào email nó sẽ đạt những cái điều kiện mà mình set. Ví dụ như bọn anh đây, bọn anh chủ yếu là gì? Nếu mà khách hàng, đây là khách hàng nhé, đây là khách hàng, khi mà khách hàng vào store bà nó cái này nó không sao ta. Khi khách hàng mà vào store thì nó sẽ có hai trường hợp, một là người ta sẽ mua và hai là người ta sẽ không mua, đúng chưa? Nếu mà khách hàng mua hàng thì mọi người sẽ gửi một cái flow mình gọi là post purchase flow. Nghĩa là gì? Các bạn sẽ gửi cho khách hàng một cái flow những cái email sau khi khách hàng mua hàng. Và đối với cả cái post purchase flow này, nếu mà khách hàng mua hàng thì sẽ cho một cái flow đó là VIP flow. Còn nếu mà khách hàng không mua hàng thì sẽ cho cái khách hàng này vào cái max list này. Rồi, chúng ta lên check vào cái max list. Còn nếu mà đây là khách hàng vào store mình mua hàng nha. Còn đây là nếu mà khách hàng vào store mình mà không mua hàng mà mình có thể lấy được email là qua những cái phương pháp nào? Willio, chủ yếu là Willio thôi. Đó, rồi lấy cả Abaddon check out nữa. Đó, cho tệp vào một tệp này. Thì cái nếu mà khách hàng không mua hàng mình sẽ gửi một cái group welcome flow. Welcome flow này gồm những email gì thì phần sau mình sẽ chia sẻ. Cái này gồm những email gì. Flow là một series các cái email liên tiếp. Nếu mà khách hàng mở những cái email này mà đọc. Đúng không? Khi mà mình gửi email cho khách hàng thì sẽ có hai trường hợp, một là người ta mở ra đọc, hai là người ta đánh đọc, đúng chưa? Thì nếu mà người ta mở ra đọc thì người ta mở ra đọc thì sẽ có hai trường hợp. Một là người ta mở ra đọc xong người ta mua. Hai là người ta mở ra đọc xong người ta cũng vứt đấy, người ta không mua. Thì nếu mà người ta mở ra đọc á thì cho về cái này, coi như là một khách hàng này sẽ gửi tiếp một cái post chain. Nếu mà người ta không đọc á thì cho vào đây. Và còn nếu mà lúc mà gửi người ta mà người ta còn không mở ra luôn ấy. Mình cách được mà. Người ta không mở email ra đọc luôn ấy thì đổi gửi một email khác, nội dung khác. Nếu mà người ta vẫn không mở thì cho vào này. Cái list này sẽ là cái list để mà mình gửi những cái campaign email broadcast. Và nếu mà gửi những cái broadcast ấy, thì mọi người nên gửi đừng nên gửi bằng Klaviyo mà nên gửi bằng những cái chương trình khác cho nó rẻ. Ví dụ SendGrid chẳng hạn, các thứ. Cái bọn đấy là kiểu spam rồi nhỉ? Đúng rồi, chuyên về spam đó, nghĩa là gửi mass luôn. Còn Klaviyo tốt nhất là dùng cho những cái email nào bọn target. À, đấy là cái flow để gửi email. Còn bây giờ mình sẽ đi cụ thể từng chi tiết một. Đầu tiên sẽ là cái welcome flow. Welcome flow là gì? Welcome flow là mình sẽ gửi một series email cho khách hàng trong trường hợp khách hàng mà vào store mình nhưng mà không mua hàng. Thì cái email đầu tiên là mình sẽ gửi mã, các bạn sẽ gửi mã phép vong từ 5 đến 15 trong vòng 23 tiếng. Còn của bên mình ý, thì thường là mình sẽ gửi 20% của nó.
email thứ nhất, nghĩa là sau khi người ta sắp sắp email vào video hoặc người ta sắp email vào trong các cái form ấy, thì 2-3 tiếng sau mình sẽ gửi một email đầu tiên có nội dung kiểu tương tự như cái email này, rồi là nói chung là cảm ơn bọn mày đã đăng ký để tao cho mày cái mã là cái này đó, mày có mua không dạng như vậy. Thì các cái email sau thì mọi người sẽ gửi các cái sản phẩm mới đang hot đang trend đấy, gửi cho nó tầm khoảng 5 email trong vòng 2-3 tuần. Thường là ví dụ như là email đầu tiên là gửi trong vòng 2-3 tiếng, email thứ hai là gửi trong vòng tầm khoảng 1 ngày, email thứ ba là tầm khoảng 4 ngày sau gửi, email thứ tư là tầm khoảng 7 ngày sau gửi, email thứ năm là tầm khoảng 2 tuần sau gửi. Gửi chỉ khoảng 5 cái thôi, gửi nhiều nó không mua thì cũng chả được cái gì đâu. Mọi người tiết kiệm muốn mà tiết kiệm thời gian thì có thể gửi ít hơn, nhưng mà anh nghĩ gửi khoảng 4 đến 5 cái giá cho nhớ. Đấy là cái welcome flow mà bọn mình đang dùng bây giờ. Không bao giờ anh nghĩ là anh gửi cho nó mã discount, sau đó nó vào cancel cái order nó đặt rồi nó nhập lại cái mã đấy nó lại. Ít lắm. Nó toàn hỏi với anh. Ít lắm. Nó nhận được xong nó bảo là đúng rồi, nó toàn chat đấy, nó toàn chat đấy, nó hỏi. Em nó dần vào khi mà nó mua rồi thì phải bán thôi. Còn đâu là sẽ giải thích lại đây cái context order này là nó toàn chat nhiều đứa nghĩa là nó sắp không nó mua nhiều khi bởi vì là nó bị track sai, chủ yếu cái này là khách hàng chưa mua cơ, nhưng mà thỉnh thoảng lọc cho vài thằng nó vào xong hôm sau nó quay lại nó mua ấy, thì nó sẽ thì làm nào đây thì bảo nó là mua lần sau đúng không, thì bảo là dùng cho lần sau đúng không, dùng cho lần sau chứ bây giờ chẳng lẽ nói chung là quán triệt ngay từ đầu là không cancel. Mình ghi là trong 24 giờ nhưng mà đến lúc nó cancel rồi ấy, nó vào và cancel rồi mình bảo mình ship rồi, nó căng quá thì thôi, chứ bình thường là ngoài ấy sẽ không phải cancel. Bảo ship rồi thôi. Nhưng mà đánh giá thầy là ship Jan Nguyen, Jan Nguyen là không có trách nhiệm thì là ship thằng sắp một cái bừa đi, gửi cho nó cái check in sau đấy, ví dụ khi nào sắp thì gửi lại là bọn tao mistake đó, gửi cho cái khác thế thôi. Nói chung là anh thì trừ cái trường hợp anh thì chịu thua khách hàng là khi là khách hàng có dispute là hàng nó bị lỗi hay hàng nó không giống mô tả, nó xin lại s nó s description thì ok tao chấp nhận là cho mày tiền, còn lại đừng bao giờ đừng hòng mistake không chỉ chắc chắc được nó tạo chắc trước mày mà nó ra nó sao. Bảo nếu là bây giờ check in này, bảo đợi 2-3 ngày để check in nó update lên system, đơn giản easy. Đừng bảo anh chỉ vậy nhá. Em cứ kiểu quay nó lên thẳng PayPal nó mở, nó đòi vi phạm luôn. Còn sau đấy nói chuyện với em sau. Những cái cây ấy thì phải chịu rồi, có gì đâu. Nó chỉ từ ấy, nó ít mức độ khác qua rồi đó. Nó chỉ cần, nó chỉ email mình là về tao có cancel, tao muốn liên quan. Mình chỉ bảo là về tao ship rồi. Thì cả cái thông mẹo của trong PayPal, nên là trong PayPal sẽ có một cái email trước khi khách muốn ấn vào dispute thì sẽ đặt email cho họ cái đấy thôi, có cái đấy nhưng mà vào mùa thôi chứ còn bình thường nó đã cái đấy là cái message web, cái free message. Rồi đấy là về cái welcome flow. Tiếp theo là cái post purchase flow. Post purchase flow này thì nó đính kèm hơn cả cái thank you email trong cái funnel hôm qua mà mọi người làm ấy. Cái post purchase flow thì cái email đầu tiên gửi cho mọi người đó là cái thank you email gửi đây như một cái template đây, và trong đấy thì sẽ có một cái code discount để mình upsell ở đấy. Thì thank you email thì mình gửi bằng Klaviyo của anh, thì mình gửi luôn bằng Klaviyo cho tiện, tắt hết các cái phần dần email ở trên web đi. Rồi thứ hai là order process là gì, sau khi mà thường khoảng 2 ngày sau gửi cho khách hàng, bởi vì nhiều khi mình vào những cái mùa ấy hoặc là sản phẩm chậm mà mình không gửi một cái mail thì nó sẽ tưởng scam, nó lên sao nó dispute luôn. Cho nên chủ yếu của anh là gửi cho nó một cái order process là những order của bên mình đang process. Còn á
Có một tip nữa ấy, là bạn lưu ý, bạn lưu ý trong cái email này mà em đính kèm một cái email của bên sắp ấy, giới thiệu về sửa chiếc để cho nó chất, em đúng không? Nghĩa là order của mày đang process, đang trong quá trình process các thứ này nọ. À, bọn tao sẽ gửi chắc cái thời gian sớm nhất ở dưới này có video mới sửa sản xuất ấy. Cho đính kèm đó. Và cũng là nào có biết và gửi hết đến lớp để cho nó chất thì bọn em sẽ đỡ được cái spill, chứ không màu này mà không liên lạc thì nó sẽ tưởng bị scam. Thế là sau khi con cương xong thì khoảng 1 ngày, 2 ngày, 1 ngày sớm quá, 1 ngày kể 3 tháng, 1 ngày nó chưa quan tâm đâu, 2 đến 3 ngày không thấy cũng với nhau thì nó bắt đầu nó sợ, thì mình sẽ tương vì lý hợp lý vì vào những mùa Noel thì của em 2-3 ngày làm xong ship kịp đúng không? Ít nhất là phải 5 đến 7 ngày thì hàng mới làm xong chứ nó lên ship thì làm một cái lại một email process đó để cho khách hàng tin tưởng. Tiếp theo là gửi một cái sản phẩm mới là cái QR code thì bọn em gửi bao nhiêu cái đấy được, mà anh hôm nay bọn em gửi được khoảng 2-3 cái thôi. Cái post của chơi nó chỉ như vậy thôi, bởi vì sau những cái này thì khách hàng sẽ nhận được những gì, tracking rồi delivery email rồi tất từ từ ở trong cái funnel ấy, cho nên là cái post của chơi mình chỉ gửi tầm khoảng như vậy thôi. Ở ngoài ra nữa là một cái VIP. Cái VIP flow thì các bạn chủ yếu là gửi discount code càng nhiều càng tốt. Bởi vì những cái khách hàng này thì nó đã mua nhiều rồi, gửi discount càng nhiều cái khả năng mua nó cao hơn. Email marketing đơn giản ấy, thì các bạn chỉ cần làm 3 flow đấy là chăm sóc đủ khách hàng. Và còn nếu mà các bạn mà làm lâu có kinh nghiệm ấy, các bạn phải tùy biến những email nhiều hơn. Ví dụ như là các bạn sẽ lọc qua những cái khách hàng nào mà mở email ra rồi và mà ad tục cả nhưng mà chưa mua chẳng hạn, các bạn sẽ tương retarget vào đó, thì đấy là khi các bạn dùng thì nó sẽ có đến tầm khoảng vài chục cái biến để cho mọi người tự xào chèn những cái cà phê khác nhau, thì các bạn có thể tùy vào cái độ sáng tạo của cái team các bạn có thể tạo email đó. Ok anh xem nhá, để về anh xem những cái tăng lây này trong cái này là thiết kế bằng là bị giá hơn là cái nào mấy cái này đúng rồi HTML đấy đẹp nhỉ, HTML cái chữ không ấy, rồi cái bức ảnh thì không được thì mạng chẳng thấy email anh gửi theo mấy cái template của vay như này này, gửi cho tôi được rồi vì em thấy gửi cái template nó có HTML là nó là như này luôn, anh gửi như này luôn. Kiểu như này luôn. Bạn nào mà làm kỹ hơn nó có kho trong cả cái hàng gửi đi, trong cái hộp hàng hoặc gửi thêm một cái gift card thì nó trong nó cũng kiểu như này, cũng cho code này vào thì nó còn kỹ hơn nữa. Em gửi theo kiểu template như này nhiều lắm thì em cũng gửi theo kiểu như này, xả đóng em gửi một thời gian khi quá gửi ai gửi theo kiểu muốn template như này cuối cùng quay lại anh thấy như này, nếu mà lên test không ấy, thì anh thấy này còn khó đọc hơn nữa, nó còn chẳng đọc hơn nữa, nếu nó không đọc là không đọc. Bởi vì sao? Bởi vì khi em gửi ấy, nó đã có thông tin về cái đơn hàng title của em, nó có thông tin rồi. Khi nó nhìn thấy thông tin nó biết là cái này là từ bên phía mình store mình gửi rồi chứ không phải tư giác. Em hiểu không? Nó đang mua hàng của mình, nó mình gửi cho nó là nó phải mời ra đọc chứ không phải tư giác. Bình thường ý, nếu mà những cái mà nó không đọc ấy là gì? Là những cái campaign ấy, là mùa lễ, mùa Tết hay dịp thì mình gửi đại trà, có thể nó không đọc. Chứ cái này là cái chứa thông tin về order của nó, của họ phải đọc. Ok mẹ tôi thì có cái họp thư chỉ để nhận một lần xem đánh rất mẫu của các anh sang kẹt rồi thì những cái kiểu này em nhìn qua em cũng vừa đọc luôn vì tại vì bởi vì em không phải là khách hàng mua hàng, nghĩa là mục đích của em là chỉ để lấy tên thôi, nhưng có khách hàng bình thường thì quan trọng những cái này chứ không, bởi vì mình mục đích mình mua hàng người ta là để lấy cái flow email của người ta thì mình đọc một ngày thì đúng không, khách hàng người ta quan tâm. Cách mà để lấy template này nhanh nhất, ấy, easy nhất ấy. Thì thông qua mọi người là cứ vào store của đối thủ và store của một cái store mà top đẹp, nói chung là store mà rank càng cao càng tốt, cứ vào không có sử dụng không mấy không thì submit vào form email rồi submit lại xả lên làm khoảng 20 email 20 store rồi cũng ngồi suốt ngày và em sẽ nhận được cái email này chứ sao trẻ cái template ra không được không? Còn anh cũng vậy à? Thì sao là top không biết đâu, bọn anh cũng sao trẻ thôi chứ bọn anh đâu có tự idea cái này đâu, người bảo cách nhiều lắm, cái gì phá phép trang bán quần áo ấy, phá phép là
Nó sẽ là cái trang bán thôi, nhưng mà cái đấy chỉ lấy template thôi. Template. Bọn em nên submit vào những cái store của đối thủ luôn để lấy được cái gì? Lấy cái flow của nó. Quan trọng là cái flow của nó chứ còn cái template thì cũng bình thường. Bọn em làm đấy thì bọn em chỉ biết là đối thủ của em sẽ gửi những email vào những cái gì nào, gửi email bao nhiêu lâu, bao nhiêu thời gian thì sẽ lấy, và nói chung là bọn em cũng copy của từ những phần tóc thôi, chứ bọn anh đâu có rảnh đâu mà tự design với cái này thật. Chỉ có cái content thỉnh thoảng khác hơn chút rồi. Ngoài cái flow ra ấy, thì mọi người còn gửi một cái nữa, đấy là campaign email là mọi người thường sẽ gửi những cái email vào các cái mùa dịp lễ và những cái đợt chủ yếu ấy. Nếu mà gửi campaign email ăn được hơn là chỉ gửi vào những cái mùa holiday thôi. Dịp lễ nghĩa là gì? Bọn em phải tự tạo cái cớ gì đấy để gửi email, chứ đừng có chơi mà gửi email nó đọc đâu. Mà bọn em gửi ấy thế, bọn em cứ đăng cái lịch lễ ở bên Mỹ ngày thì ngày, kể cả ngày không liên quan, cứ kệ mẹ đó, nhớ nhân dịp ngày lễ mẹ mang booking gì đấy gửi bạn cho đang có discount này gửi cho chúng mày đấy, nghĩa là bọn em phải tạo được lý do, còn bình thường mà không ấy là nó toàn nó bút không à. Mà gặp bên em nên gửi ngoài radio ra cho nó dễ, nghĩa là những cái khách hàng nào có cách nào mà mấy cái flow kia nó không ngờ nó vào rồi thì cái loại là rác rưởi rồi, export này đỡ mất tiền. Ô vậy thì nếu mà đã không dùng thì cái vô ấy xóa cái rưởi tuần rồi. Thế em xóa đi xong rồi em dùng cái khác để em gửi mail thì em cũng đúng em không thì đó cách của em làm cũng vậy. Nghĩa là những cái khách, những cái shop nào, những cái người nào mà gửi bao nhiêu email mà nó không mua bao giờ thì đó, thì em trong hiện này này có cái bảng lập đấy, có cái diagram này, thấy không? Những cái người nào mà rác rưởi quá cho vào cái mask list và tẩy cái mask list này ra khỏi Klaviyo đi. Vâng. Cho gửi khi mà gửi ấy, thì vẫn gửi bằng Klaviyo và vẫn gửi bằng cái khác, nhưng mà cái phần mà rác rưởi này thì mình gửi bằng cái rẻ hơn này, đúng không? Vâng. Klaviyo vẫn gửi bằng cái Harley luôn, thì nó đỡ tốn tiền hơn chứ. Vâng. Tháng vừa rồi anh mua store anh nghìn mấy tiền Klaviyo, anh có 2.000 tiền Klaviyo. Em toàn như kiểu phải hay là sao đâu? Không cần thiết, không phải sao đâu, cứ sau hết một đợt một tháng cắt lâu, sau hết một đợt cắt lâu này mà thấy cứ check như thế nào mà không quay sở lên cho đi. Cho đi sang list khác nhưng đừng có xóa hẳn, mà cho list khác vào cái send brick rồi đợi có campaign thì mình sẽ gửi. Đúng rồi. Có campaign thì mình vừa gửi radio vừa gửi send brick, nhưng mà cái sub ở bên sau radio nó ít đi rồi thì cái tiền mình tiết kiệm tiền thôi. Thế thực ra ông nào mà đông tiền thì cứ để ra đấy cũng được, mà ông nào thích tối ưu tiền thì cho ra thôi. Đó là một tip để mọi người tối ưu tiền trên Klaviyo. Nói chung là cái phần email marketing ấy, so với cả mọi người mà làm store ấy, ngoài Google Ads thì vẫn phải làm email marketing đi, bởi vì cái này bây giờ nó chiếm của ngoài trong khoảng tầm 10-12% revenue rồi, gần 15% revenue rồi, mà không làm thì nói chung là phí tiền. Thì hình dung cho mọi người thấy là đối với cả bên mình xây dựng một cái store ấy, bên mình cái nguồn traffic kiếm tiền rất là nhiều từ Facebook, từ Google Ads và từ email marketing, thì nó dẫn đến là gì? Nếu bên mình sẽ không dựa vào hoàn toàn vào một cái nguồn nào, Facebook chết thì các nguồn khác nó kiếm được tiền. Nhất thứ hai là những cái nguồn kia cost nó rẻ, cho nên là cái profit nó cao hơn dẫn đến là gì? Profit nó cao hơn dẫn đến là mình sẽ chịu được cái cost, mình sẽ có cái tiền cao hơn cho cái code Facebook, cho nên là mình sẽ viết được những cái cam mà CV cao hơn bình thường, mình vẫn viết được, kể cả là ngoài một lỗ ít mình vẫn viết được, vì thực sự nó đâu có lỗ, mình viết đó mình lấy được traffic, mình lấy được sắt, mình lấy được đủ thứ để mình chạy Google, mình chạy Facebook lên target, mình chạy Google lên target này, mình chạy email marketing này, mình chạy được rất là nhiều cái thứ đằng sau, thì cái profit nó lại đến từ đấy. Thế nên là đối với cái, các bạn đã xây dựng một store thì nên xây dựng cái hệ thống trang web cho nó hoàn chỉnh, nhưng mình cần không những platform mà các bạn sẽ phụ thuộc hoàn toàn 100% vào Facebook đó. Mình ăn thua là ăn thua những cái này, hiểu không? Cái này những cái này mà làm tốt nó chiếm tổng khoảng 20-30% revenue rồi, thì ông mà chỉ có 100% ăn được, đúng không? Quá phòng cũng không với bị nhau được ít nhất mình làm marketing của nó đâu có gì đâu, chả gần như là không có gì chứ gì mà quay lại Google cái là em hiểu không nhầm là Google nó theo như là các thứ dạng đấy chắc là retarget là nhiều, chạy retarget Google anh làm clip chăng, bởi vì nó phải có tài khoản đấy rồi, nhưng mà cái gì cái con pixel của Google không không khai được đâu.
hay được hay nó xem được. Nó chỉ có là gì, một tài khoản nó chạy được nhiều to, nhưng mà em sẽ bị loạn với cái môn trần người khác, mặt chết là chết chung. Của em đang quan tâm là em như cái nhiều không nhầm, em là từng đi có email vào trong Google. Nhưng mà đi có email vào để làm gì? Google nó có email. Rồi, về cái phần từ hồi sáng giờ, về phần marketing các bạn nào có thắc mắc gì nữa không? Muốn trao đổi, muốn hỏi gì cho kỹ không? Để mình về mình làm cho nó chuẩn. Nhìn thấy có nhiều bạn có vẻ hơi lơ mơ, nhiều bạn thì nắm rồi. FARETCH. Khi mà thay đổi cái lượng email thì mình update bằng tay à? Trong Klaviyo thì hầu như là nó sẽ tự động sắp vào mà. Mình đâu phải làm gì đâu. Tự động tự động nó link nó sai sang. Nghĩa là trên store có thêm email nào, event nào là nó tự sai sang mà. Nào ấn check out để chưa mua thì nó sẽ có luôn.